Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị Liệu Tâm Trí và Công Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về ý nghĩa tâm linh của con số may mắn dãy số đồng bộ 1111 ngay bây giờ. Khi các bạn nhìn thấy con số may mắn 1111 ở trên đồng hồ, trên biển số xe, trên điện thoại hay bất kỳ nơi nào các bạn để mắt tới, đây là thông điệp tâm linh dành cho tất cả chúng ta. Mỗi khoảnh khắc khi chúng ta nhìn thấy con số may mắn 1111 có thể là một ý nghĩa tâm linh khác nhau. Ngay lúc này các bạn hãy cởi mở trái tim mình để đón nhận thông điệp tâm linh từ con số may mắn này. Mọi thứ bạn làm đều quay trở lại với bạn. Đó là quy luật phổ quát của nghiệp. Bạn gặt hái những gì mình gieo. Nghiệp là hậu quả xấu, cả tốt và xấu, được mang đến cho bạn dựa trên hành động của bạn. Vậy, chúng ta phải tạo nghiệp lành như thế nào trong cuộc sống của mình? Tất cả những gì bạn phải làm là luôn ý thức được ý định của mình, mọi lúc, mọi hành động. Cách để làm điều này là tự hỏi bản thân, ý định của tôi với nhiệm vụ này là gì? Nếu ý định của bạn là vì lợi ích bản thân, thì đó chính là năng lượng mà bạn chiếu vào môi trường của mình. Do đó, đây là điều trở lại với bạn. Lý do đó quay trở lại bạn là chúng ta được phục vụ những gì chúng ta xứng đáng, những gì chúng ta bỏ ra. Bạn sẽ biết trong trái tim mình khi nào bạn không phù hợp với một ý định hướng đến điều tốt đẹp hơn, bởi vì chúng ta là những sinh vật của sự phục vụ. Mục đích của chúng ta trong cuộc sống là giúp đỡ người khác, phục vụ và tạo ra ý nghĩa. Nhân từ từ yếu tố đặc trưng của con người, và lòng nhân từ cao nhất là hành động không có mục đích. Cách mà bạn sẽ biết khi nào bạn đang tạo nghiệp xấu là khi bạn cảm thấy có một mức độ phản kháng, khi bạn cảm thấy tội lỗi, sợ hãi, hoặc khi bạn bắt đầu run sợ. Bạn đang đi ngược lại bản chất vốn có của mình. Chúng ta chịu trách nhiệm về tất cả các hành động của mình, và chính xác hơn là về ý định của các hành động của chúng ta. Chúng ta khó đồng cảm bởi vì chúng ta liên kết chặt chẽ những cá nhân gần gũi với chúng ta, với chính con người của chúng ta. Nói cách khác, bạn cảm nhận được những gì họ cảm thấy. Điều đó không sao trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu chúng ta ở trong từ trường của người khác quá lâu, chúng ta sẽ phải gánh vác gánh nặng của họ, bởi vì chúng ta muốn giúp đỡ họ, mà chính chúng ta đã tước đi khả năng học hỏi hoặc bài học của họ. Sau đó là sự cảm thông. Nghĩa là bạn hiểu người kia đang cảm thấy gì, trong khi thực sự chúng ta không phải lúc nào cũng biết người kia đang cảm thấy gì, nhưng chúng ta cảm thấy có lỗi với họ. Khi chúng ta cảm thấy thương hại một con người khác, chúng ta gần như rơi vào cái bẫy khi nghĩ rằng họ đang đau đớn đến mức không có cơ hội để họ thay đổi hoặc thoát khỏi tình trạng đó, do đó vẫn bị mắc kẹt. Hoặc ngược lại, chúng ta có thể vẫn bị mắc kẹt trong khuôn mẫu suy nghĩ đó. Tuy nhiên, cũng có lòng trắc ẩn. Đó là sự sẵn sàng làm giảm đau khổ của người khác bằng cách đi bên cạnh người khác. Nếu bạn thực hành lòng từ bi, bạn cho phép người đó biết bạn thừa nhận và hỗ trợ họ, nhưng bạn không lấy đi của họ những kiến thức hay bài học. Bạn biết đây là thời kỳ phát triển của họ, và họ có tất cả các nguồn lực cần thiết để thành công. Chúng ta là con người từ bi. Chúng ta là những sinh vật tốt bụng và biết cảm thông. Chúng ta được kết nối để chăm sóc, yêu thương. Và khi chúng ta làm một việc tốt, não của chúng ta sáng lên và chúng ta cảm thấy tốt. Nhưng khi chúng ta gây ra nỗi đau cho người khác, chúng ta cảm thấy nỗi đau đó như thể đó là nỗi đau thể xác của chính chúng ta. Nghiệp bắt nguồn từ tiếng Phạn, địa chỉ hành động, và nó có nghĩa là làm hoặc hành động. Mọi hành động đều phải có phản ứng. Khi chúng ta suy nghĩ, cảm nhận, nói hoặc hành động, chúng ta bắt đầu tạo ra một rung động sẽ phản ứng tương ứng. Bây giờ, nó có thể không xảy ra ngay lập tức, nhưng nó sẽ xảy ra, bởi vì một hành động không bao giờ là lãng phí. Nó sẽ đến khi chúng ta ít mong đợi nhất. Đó là cách hoạt động của nghiệp. Nghiệp không ở đây để trừng phạt chúng ta. Nó ở đây để dạy chúng ta, ở đây cho chúng ta thấy rằng
chúng ta có thể không thoát khỏi hậu quả của những hành động của mình. Phần lớn tình trạng bất ổn mà chúng ta thấy trên thế giới ngày nay là kết quả trực tiếp từ suy nghĩ của mọi người. Tất cả các cuộc chiến, cãi vã, phàn nàn và không vui nói chung đều bắt đầu từ một suy nghĩ được thực hiện bằng hành động. Để chống lại tất cả năng lượng tiêu cực này, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra nghiệp tốt hơn để những điều tốt đẹp và con người bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Điều này làm tăng năng lượng rung động của cả hành tinh. Tạo nghiệp tốt đơn giản là cố gắng hết sức để trở thành một người tốt. Hãy cố gắng ghi nhớ những lời khuyên sau đây để hướng nghiệp tích cực vào cuộc sống của bạn. Mọi người đối xử với bạn như thế nào là nghiệp của họ. Cách bạn phản ứng là nghiệp của bạn. Sau đây là những cách để tạo ra nghiệp tốt. Điều thứ nhất, nói sự thật. Bất cứ khi nào bạn nói dối, ngay cả khi đó là một lời nói dối nhỏ, bạn đã sắp đặt cho mình sự lừa dối và những kế hoạch bị che giấu từ những người khác. Ngoài ra, những người khác sẽ không tin tưởng bạn nhiều khi họ phát hiện ra bạn đã nói dối. Nói sự thật cho phép mọi người bước vào cuộc sống của bạn. Những người cũng nói sự thật. Bạn không chỉ thu hút những người đáng tin cậy vào cuộc sống của mình, mà còn cảm thấy tốt hơn khi biết rằng bạn đang sống chân thật mà không cần phải che đậy những lời nói dối bằng nhiều lời nói dối. Nói dối sẽ trở nên mệt mỏi sau một thời gian. Vì vậy, tốt hơn cho sức khỏe của bạn nếu nói ra sự thật ngay từ đầu. Dù bạn làm gì trong cuộc sống, hãy thực hiện nó một cách đầy đủ và đặt ra những dự định rõ ràng cho những gì bạn muốn. Đừng ngại theo đuổi mục tiêu của bạn và cố gắng giúp đỡ người khác trong hành trình hoàn thành mục tiêu của bạn. Hãy nỗ lực hết mình và đưa con người thật của bạn vào thế giới. Và vũ trụ sẽ gửi cho bạn những trải nghiệm và những con người phù hợp với năng lượng của bạn. Giúp đỡ người khác tạo ra nghiệp tốt, vì người khác sẽ có nhiều khả năng giúp bạn hơn nếu bạn cần. Một cuộc đời sống vì người khác không bao giờ là một cuộc đời lãng phí. Vì vậy, hãy sử dụng tài năng và đặc điểm độc đáo của bạn để giúp đỡ những người khác. Họ sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn, và bạn sẽ ghi dấu ấn mãi mãi trong cuộc đời họ. Chưa kể, khi bạn giúp đỡ người khác, bạn cũng giúp chính mình. Nếu gần đây bạn cảm thấy trống rỗng hoặc lạc lõng, chỉ cần đề nghị sự giúp đỡ của bạn cho ai đó. Mọi người đều cần có mục đích sống, và việc giúp đỡ mọi người phải luôn là một phần của mục đích đó. Khi mọi thứ khác không thành công, chỉ cần đi vào trong và tĩnh lặng tâm trí của bạn. Hãy chú ý đến những suy nghĩ trong não của bạn và đảm bảo rằng chúng luôn tích cực, để bạn có thể tiếp tục thu hút sự tích cực. Khi suy nghĩ của bạn trở nên rối rắm, bạn dễ bị ác nghiệp hơn, bởi vì bạn đã không giải phóng một khoảng trống trong đầu và trái tim của mình để năng lượng vũ trụ chạy qua. Điều quan trọng là phải kết nối với cái tôi cao nhất của bạn thường xuyên và đầu óc tỉnh táo, để bạn có thể thể hiện bản thân tốt nhất của mình ra thế giới và thể hiện năng lượng tốt. Nếu bạn muốn lòng trắc ẩn và lòng tốt từ người khác, bạn cũng phải cho đi. Cuộc sống hoạt động theo chu kỳ cho và nhận. Bạn cho đi càng nhiều thì bạn sẽ nhận được càng nhiều. Mọi người đều chiến đấu trong những trận chiến khó khăn hàng ngày. Vì vậy, hãy nhớ thể hiện lòng tốt với họ và thông cảm cho những cuộc đấu tranh của họ. Cố gắng giúp đỡ nhiều người nhất có thể bằng cách lan tỏa lòng tốt. Thế giới không bao giờ có đủ lòng tốt. Mặc dù bề ngoài cuộc sống có vẻ giống như một chuỗi những sự kiện tàn khốc và không thể kiểm soát được, nhưng hãy nhớ nhìn xa hơn những ảo tưởng và nhắc nhở bản thân rằng bạn thật sự ở đây để làm gì. Tất cả chúng ta đến đây để chữa lành nghiệp quá khứ và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều này mỗi ngày khi thức dậy. Bạn có thể mời gọi những sự kiện và những người tích cực vào cuộc sống của mình bằng cách nhớ rằng bạn đến từ một nơi có tình yêu thương thuần khiết và thể hiện năng lượng đó một lần nữa. Thế giới này có thể sử dụng nhiều năng lượng tốt hơn, và tất cả đều bắt đầu từ bạn. Bạn có thể phản ứng năng lượng này lên người khác và do đó thay đổi thế giới. Đừng cảm thấy mình thật nhỏ bé khi bạn có cả vũ trụ bên trong mình. Có một lý do lớn hơn khiến nghiệp tự lặp lại, và nó không khiến bạn đau đớn. Thay vào đó, nó dạy bạn thực hiện các hành động khác nhau để có kết quả khác nhau. Nếu bạn đang thu hút cùng một kiểu người vào cuộc sống của mình nhiều lần, đã đến lúc dừng lại
và kiểm tra lựa chọn của bạn. Tại sao những người tương tự lại tiếp tục đến? Bạn nên làm gì khác đi? Điều này đòi hỏi bạn phải nhìn nhận và đánh giá trung thực về những lỗi và điểm yếu của bản thân. Một điều khó có thể làm được. Đừng ngại nhìn vào bên trong, nhận ra những gì cần phải thay đổi bên trong bạn để thay đổi những gì bên ngoài bạn. Sau đó, bạn có thể sửa đổi hành vi của mình để chấm dứt các kiểu nghiệp và tiến bộ trong tiềm năng của bạn. Nghiệp trong quá khứ hiện diện một cách vang dội trong cuộc sống hiện tại của bạn. Hãy lấy hết can đảm để mở vali nghiệp chướng của bạn ngay hôm nay. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.